Khi mà các bạn đến với Muscle Field Gym Center sẽ chắc chắn phải gặp một cô nàng xinh đẹp này. Có một chân dài phòng gym. Chân dài phòng gym ngày xưa là gymmer và giờ làm lễ tân cho Muscle Field. Đó, đã quen trong đi người mẫu model đó 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 đó. Ngon lành chưa? Đúng không? Đó mà đến gặp được cô lễ tân xinh xắn này. Không mong bụng là khúc này, từ khúc này trở xuống đẹp rồi đó, còn cái khúc trở lên thôi mới diện. Nó giỡn thôi. Anh vui lắm các bạn. 275 bao. Mà đưa một cô gái liễu yếu đầu tơ giờ đỡ. To thiệt nha. Bây giờ em này đỡ mà dám đẩy không? Đúng không? Sao mà chủ phòng mà kêu tao đẩy? Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Xin chào các bạn. Hôm nay là Duy sẽ cùng với Muscle Team tập ở phòng của Muscle Team luôn. Cũng là những cái máy tập mà ngày xưa nó làm nên tên tuổi Duy Nguyễn. Và những cái máy tập nó mang lại cái cảm xúc, một cái cảm xúc kỷ niệm nó ùa về. Và hôm nay Duy Nguyễn cùng Muscle Field Team sẽ tập ra những máy tập đó. Này lùng chúa, xin lỗi bạn. Này là Việt Kiều Minh Lâm. Rồi đây là bạn Trâm, hot model của Muscle Team. Các bạn theo dõi nha. Body Solid là máy hack squat. Cũng là một trong những máy ngày xưa Duy rất là thích. Đó, nhưng mà cái Duy muốn nói là máy này Performance Plus. Ở phòng tập này nó có một cái thương hiệu Performance Plus từ hồi xưa, xưa. Mà các bạn hiểu là bây giờ á, Duy Nguyễn mua cái máy Performance Plus là cái chuyện nó bình thường. Mà cái thời điểm xưa đó mà mua cái máy Performance Plus là cái chuyện nó bất thường. Nó bất thường. Tại hồi xưa nói chung nó cũng còn yếu về tiềm lực kinh tế mà mình bỏ tiền ra mà chơi mấy cái máy Performance Plus không nổi. Mà đâu phải một máy đâu, có đống máy luôn. Đó, và bây giờ tập lại trên máy này. Cái tạ ngày xưa nè các bạn, tạ 2014 á, tới bây giờ á, bởi vì nó là kỷ niệm không? Này làm BT với model được không mấy bạn? Nói không, BT phục vụ sách tạ được chưa? Performance Plus, Mỹ Đế, High End. Không, bao nhiêu năm mà máy nó còn trơn ngon lắm không? Bởi vậy nhiều khi nói với mấy em á chứ, ngày xưa mà anh là người duy nhất ở Việt Nam mà dám chơi cái dòng này, anh cũng hiểu tại sao thời điểm đó anh dám đầu tư. Mà công nhận với thời điểm hồi đó mà em qua bên tập cũng đâu biết mấy máy gì đâu anh. Đúng rồi, mày, dân nó không hiểu mày ơi. Dân nó không hiểu đối với nó những máy tập nào như máy tập nấy hết á. Nó không có hiểu được cái giá trị của cái máy. Thấy mới đau chứ. Đó. Bởi vậy sao 6 năm nhìn lại, máy này khó tập lắm mấy bạn. Không dễ đâu. Ồ. Này. 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 Đó, đó, lên tạ khác thường chưa? Kỹ thuật tập không bị đảo qua đảo lại. Em ái mộ anh Minh là anh đê nhưng mà múa bụng lúc nào cũng... Này ghê lắm không? Chắc là vô hàng rồi. Nha. Đó, nổi không? Cái máy này nó cũng xuất hiện trên trailer rất là nhiều nha các bạn. Những cái video những năm 2015-2016. Ngày xưa là chơi bài này là anh đeo giáp luôn á. Mỹ Đế 2N nha các bạn. Đừng tưởng phòng Minh Lâm không có Mỹ Đế 2N là sai lầm đó. Yeah.
chưa? Đúng Mỹ Đế hai em, tập máy này nó khác lắm em. Ờ, hồi xưa đó nó tập gì nè, nó tập gì đó bị lao hoài à, nghĩ sao cái chốt người ta vậy, mấy ông thả đùng đùng banh bả chốt người ta. Nên hai cái máy này là Duy không còn đầu tư nữa, tại nó không thật sự cần thiết lắm, nó có cái dòng máy khác tốt hơn. Nên từ lúc mà anh mua cái này đời đầu không mà không có trang bị nữa. Hai máy này ngực trên với ngực dưới, ngực ngang. Còn cái khung này nè, cũng lâu lắm rồi, cũng đời đầu luôn á. Đời đầu luôn mà giờ nó vẫn còn tồn tại ở đây. Thì bây giờ thấy hình nó có khung mới á, nó ok hơn. Khung này giờ nó dần trở nên lạc hậu và chiếm diện tích nhiều quá. Nên ít người ta ít đầu tư cái này lắm. Nhiều khi đi qua nước ngoài không có khung này luôn á. Ngộ. Rồi tới cái máy tập quyền thoại này đi mấy em. Máy này rất nhiều cảm xúc nè. Anh với Vân Trinh đồ này nọ quay trên máy này cũng khá nhiều á. Máy này siêu phẩm tập bụng. Ở bên Bình Tân không có máy này các bạn. Ở Bình Tân có cái máy giống vậy mà máy Stretch Drive. Giờ nó quất cái này. Ai! Ai! À! 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 Rồi, đó. Tốt. 10, hai cái nữa. 1. Cái nữa, 12, giữ lại. Lên từ 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 từ. Rồi, xong, rút. Lửa vô, đừng căng quá. Hai cái nữa nổi không? Hai cái nữa thôi, đừng có nhiều quá. Rồi, cái nữa. Giữ lại. Từ từ. Rồi, đổi máy. Còn đây là cái này cũng là quyền thoại rồi. Cái này đồ chợ xiền rồi chứ cái kia chắc nó banh rồi. Banh rồi. Đúng không? Chịu sao nổi. Nhưng mà nó có nguyên cái cục này nè. Nó nguyên cái cục này mà nó đẹp lắm. Nó của cái hãng, nó tên là Truck Handle luôn, nó xịn sò lắm. Nó gắn chung với máy Mỹ Đế. Ừ, nó anh quảng cáo máy BA đó. Anh đang order nó 100 cặp, nó hỏi mày mua chi nhiều vậy? Mình đâu dám nói mình mua mình bán, đúng không? Ngoài hàng ai biết được, lai sành nó làm sao? Mình nói là mua để dành mốt hư mình thay. Anh xài 2 dây nặng. 2 dây cho nó nặng hơn đúng không? Dạ đúng rồi, 2 dây nặng hơn. Cái máy này là máy gia đình ông ơi, ở bên Mỹ nó là máy gia đình. Xong rồi. Gì ghê vậy? Xong rồi Việt Nam mình á thì làm thành máy tập của phòng. Được cái diện tích nó nhỏ cũng được. Thấy không? Nặng bà cố. Mà vẫn là chất Mỹ Đế êm ha. Êm hơn chứ. Máy này êm hơn máy kia chắc luôn á. Công nhận lâu rồi mà vẫn chạy tốt. Đây là cái ghế mà Mỹ Đế Middle End. Cái này Middle End thôi chứ mà 2 End. Đó ngày xưa đó là Duy mua cái máy này á. Mà thấy chưa không? Rồ đua. Đua là nhiều tính năng đó. Là hai tính năng một máy. Nó kêu là đua. Thì chắc chắn là cái này nó là hai tính năng rồi đó. Cái này chắc chắn là hai tính năng rồi đó. Đúng không? Một là vai sau, một là ngực. Rồi cái kia cũng vậy. Cái kia là low row, với kia là lat pull down, đó hai tính năng. Rồi cái cục bên đây chắc chắn cũng hai tính năng luôn. Rồi bắp chuối với đùi, với đạp đùi. Cục bên kia hai tính năng xiềng luôn. Đó, nên cái tên máy đó các bạn dễ hiểu lắm. Nó là Duo. Duo là hai tính năng. Mà ngày xưa mua cái máy này do cái tư duy người Việt Nam mình á. Đối với nước ngoài thì nó mới, Việt Nam mình nó lạ lắm. Nó gặp máy nào qua mặt bốn mặt, nó coi như thánh thần á. Nó coi như là gì ghê gớm lắm, mình phải đầu tư. Nên đi theo tâm lý đó, ngày xưa Duy mua cái máy này. Mà thật sự mua cái máy này nó có tính chất bất tiện của nó nha các bạn. Nó chơi nguyên cục nha nè. Mốt muốn bứng đi, muốn bán đi, muốn tháo gì đó, chơi nguyên cục luôn. Đó, khổ, bởi vì này đầy ấp kỷ niệm. Cái máy này kỷ niệm nhiều lắm, mà Duy ấn tượng nhất trên máy này á là bài tập ép ngực. Ép ngực nó ăn tiền lắm, ép ngực dưới vai sau. Rồi kế đến đó thì cái này hai cái này thì quyền thoại rồi, không có gì để nói hết á. Hai cái này thì cái độ dở và độ giỏi á, nó không có phân biệt máy nào cũng như vậy đó. Nó chỉ hơn nhau rồi mình kéo êm không êm, tà nặng hay nhẹ thôi. Đó, còn tên máy này ấn tượng nhất cái này. Mặc dù bây giờ mình tập nhiều máy rồi nhưng mà quay lại cái máy này vẫn ấn tượng cái này. Ấn tượng bài ép ngực Butterfly. Không, chỉ có cái cây này dài thôi. Những cái dòng máy khác của VBT, cái cây nó không dài, nó ngắn ngủn mà. Nên khi mình cầm vô nó có cái gì đó nó ngầu ngầu lên hình, nó có gì đó đẹp đẹp.
Nó chỉ có cảm giác máy này mới có thôi. Ủa nặng hả? Nên các bạn tới phòng này mà bạn không tập bài này là uổng. Những cái bài mà nãy giờ Duy tập là những bài tinh hoa, những cái bài mà cảm giác như nó là một cái gì đó, nó làm cho Duy không bao giờ quên. Đó thì các bạn tới bạn tập những bài giống vậy. Ủa full cây rồi đó hả? Rồi vô đi vô đi. Em vô một cái bài này nữ tập thích hợp lắm nha các bạn. Thôi thôi thôi, em tập ngực rồi em tập vai đi. Cho nó khác. Để giới thiệu người ta máy này tập hai chức năng. Đúng rồi đó anh. Trước kia em tập cái này tập không nổi đâu. Bài này chỉ có một bài này nó vô vai, cái vai sau là vai ở đây này nha. Cục này nè. Đó. Ăn miếng ăn luôn miếng lưng ở dưới nữa. Rồi vai nè, thằng này vai rõ nè, vai lớn nè, vai trên nè, vai trước nè, vai sau nè. Vai sau cục ở đây nè. Đó. Thế này vô hàng tay khô mấy bạn. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, cũng còn êm lắm các bạn, chín, mười, mười một, mười hai, ba cái nữa, mười ba, mười bốn, cái cuối giữ lại nha, mười lăm ép sát giữ lại. Mệt thì buông ra từ 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 từ. Đó, good girl. 15 cái. Bài đương nhiên quan trọng rồi. Bài này thì phòng gym nào cũng phải trang bị vô hết á, tại không có nó không được. Nãy giờ đi là toàn máy xịn sò không đó nha bạn. Mấy cái thằng màu trắng này nè là Roformant Plus. Nó giống hệt như cái hệ mà đang xài bên Thor Gym Bình Tân quận 9, quận 12 á. Nó đều là Roformant Plus high-end hết á. Tức là cái hai em không phải là mới bây giờ Duy mới đầu tư, mà Duy đầu tư cách đây là 4, 5, 6 năm rồi. 3 4 5 6 7 tiếp cố lên. Tập một set đều là kỷ niệm xưa thôi. Phụ nữ nó quá quan trọng ở đây lắm. Thậm chí là đàn ông á, cái máy này nó cũng cực kỳ quan trọng. Không có cái máy nào thay thế được và không có cách nào mà thay thế được bài tập này hết. Tiếp. Tiếp. Nếu mà lỡ nó nặng quá không mặn kia thôi bỏ. Gắng hết sức được rồi. Đó. Tập dài nhất con này nè. 3 4 5 6 thêm 2 cái nữa nếu được. 11 12 Trời đất ơi, qua nhất rồi này nhất nữa. Máy này xin thú thật với bạn, mình rất ít tập. Máy này tập vô hiếp, vô hông á. Em mới tập ở đây không? Rồi vô biểu diễn đi em. Ở đây có mình em biểu diễn được máy đó thôi đó. Này là tập mông. Chút xíu cái bài, giờ là tập hông. Tập mông cho nó to, cho nó tròn, cho nó cao, cho nó sexy lady. Sexy lady. Quá nhiều luôn.
chắc 20 laptop rồi đó. Bài này khó tập lắm, nhưng không có giỡn đâu các bạn. Nhìn máy vậy thôi vô khó tập lắm. Đùa đâu. Mấy bạn nữ mà muốn tập bài này phải luyện chừng 2-3 tháng. Cái này nó phải nằm ở ngay đây nè mới đá được. Giang ngang ra, đó. Đó. Em ráng giữ lại cái đi không? Ráng giữ lại đi. Rồi lên đi. Nè, nghe cùng bên đây nè không? Cái hông á chỉ có cái bài này tập mới vô hơn ngay đây nè. Rồi mỏi chưa rồi tập. Còn cái kia là cái mông là phía sau, cái hông là cái bên đây nè. Bởi vậy một người gái mà không đẹp á, mặc bikini ngon lành á thì cả hai cái đó đều phải đẹp hết. Cái hông, cái mông, hông nó tụt luốc vậy à, nhìn kỳ lắm. Đó, lên cục bên đây nè. Đó, mỏi xong rồi chuyển qua bên kia. Mỏi xong rồi chuyển qua bên kia. Vô, đó, bên đây. Mình tập cơ nào cái đầu mình nghĩ về nó, nhìn vô nó, tưởng tượng vô nó, focus vô nó. Ủa cái này cách âm dở ẹt rồi, mưa lớn quá bà. Cái này mới tôn phải không? Rồi không sao. Mỏi được không? Rồi ok. Rồi cái bài này á rất là khó tập mà cái máy này cũng khá là độc. Đó. Rồi cái này dành cho những người beginner và chị em phụ nữ. Em muốn kéo lưng cũng được, muốn chống cũng được. Tập mà tập free mà. Ok. Ok. Đó. Tập lên lưng cục. Mặc áo mốt áo vào lỗ để phát cái lưng ở đây là cục để lên cục. Lên chuột luôn. Này lên chuột luôn nha em. Thật ra phụ nữ người ta đu xà không nổi thì ta phải có những cái máy như vậy. Phòng nào cũng trang bị hết. Nó đang pha đồ Mỹ Đế, giỡn đồ Mỹ Đế, Mỹ Đồ En. Sao em không thả cho nó ra luôn lên tới đây rồi bước ra. Nè, đúng không? Cái cuối lên tới đây nè, nó. Đó, bước ra. Còn rề về deep á, thì phụ nữ tập cho khỏe cũng được, còn không á, thì không cần cũng được. Cái đó tùy option thôi. Hồi xưa lúc mà anh mới mua máy này về á, người ta dành lắm. Lúc mà anh livestream á. Đúng rồi. Máy này cũng đời đầu luôn đó mấy bạn. Thằng này chơi máy cũng biết địch chứ không phải giỡn đâu nha. Này vô mông nữa nè, tất cả phụ nữ á em tập em focus vô nhất mông bụng lưng, mông bụng lưng ngực bốn cái đầy đủ rồi đó. Tay bỏ đi, tập khỉ gì chả vô tay. Quan trọng nhất cái bụng nó dễ tích mỡ nè, xử cái bụng đúng không, mông không cho xuống, không mông bụng lại khúc này, từ khúc này cho xuống nó đẹp rồi đó, còn cũng cho lơ thông cái diện nó giỡn thôi. Anh vui lắm các bạn. Em chạy bộ xong nó về phải đau hai bên này mới đúng. Chạy bộ xong là về đau hai này nè.
nó đau hai bên này, nó là cái bài tập bụng xiên luôn á. Rồi xong nó đau phần này nữa nè, bắp chân mặt ngoài á. À, xin chào mọi người, hôm nay là anh đi qua phòng Minh Lâm chơi, nó thuốc anh. À, anh không có bao tay, đôi chân trần trên cát đó, mà đẩy mức tạ này mà không có tay nè. Rồi ba beo nè, này tính theo bao nha, 25 bao, 50, 75, 100, này 15 bao nữa, 115 bao bên, cây 45 nữa là cộng lại là 230 cộng cây 45 nữa là 275, 275 bao. Mà đưa một cô gái liễu yếu đầu tơ giờ đỡ, tỏ thiệt mà nghe, bây giờ em này đỡ mà dám đẩy không? Do không? Sao mà chủ phòng mà kêu tao đẩy? Mà trong khi á, mình nói với các bạn nữa, trong quy luật về thể hình á, thằng này nó lùn thì cái đương nhiên là cái lực tay nó sẽ mạnh hơn, cái đằng nó ngắn hơn, cái đằng nó ngắn hơn nó đẩy lợi thế hơn mình nữa. Nên mà bây giờ đừng có bao giờ đi giật tay với thằng lùn là một, đừng bao giờ đua đẩy tạ với thằng lùn là hai, lỗ, đúng không? Chơi kèo vậy đó. Ui, đo tạ nó cá có đẩy sao rồi nhẹ lại. Đầu tiên là phải đỡ nhiệt tình vô đó, cái thứ hai mình nói nhẹ nhẹ được. Ủa gặp mấy em nội sĩ diện á, cái đầu tiên vô đi tụi nó sung nó để cái đậm ập luôn à. Đó, kê chưa? 1 2 3. Nói chừng cái bài này đau tay quá ba ơi. Cái bài đau đây ngực, đâu có tay làm vậy nè, đau quá. Này ngực trong với tay sau ok. Cái đầu là đỡ người ta phải đo tạ cho người ta nha, không chết nó. Thấy cái tay nó lùm lùm có khúc đẩy ghê không? Giờ đỡ tạ với tập tạ tay nào bự mấy em. Khó biết ha. Tay mình làm dựng lên rồi. Vô, ok. Rồi thôi, good job. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video tập luyện rất đời thường của Duy Nguyễn và tập thể Muscle Team. Nếu mà các bạn thích thể loại video đời thường này thì hãy like cho tập thể Muscle Team, nhất là một cô người mẫu trong tương lai chân rất là dài, cũng bén duyên với nghề và có tình yêu gym mãnh liệt. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.